Vâng và ngoài lưới bẫy chim ra thì A Châu cũng sẽ cung cấp cho các bác tất cả các loại keo bẫy chim. Các bác có thể sử dụng để các bác bẫy từ chim nhỏ đến chim lớn nha các bác nhé Và đây là những cái mẫu keo chống nhiệt tuyệt đối các bác có thể đánh ngoài trời thoải mái và không bị chảy, bị nhớt các bác nhé Có ba loại keo mà A Châu đang cung cấp đó là keo vàng, keo xám và keo đen. Ba loại này đều dính chân và không dính lông, chống nhiệt rất là tốt. Các bác có thể vào kênh của A Châu để xem chi tiết hơn. Và A Châu cũng sẽ cung cấp cái chạc chữ V để các bác cuốn keo bẫy chim. Để các bác treo lên cột điện nha các bác nhá. Cái trạc chữ V này sẽ bao gồm là một bộ chữ V và hai cái thanh 1m2 để các bác có thể quấn keo vào hai cái thanh này nhá. Và các bác sẽ gắn cái chạc này vào đầu xào A Châu cũng cung cấp xào bẫy chim để phục vụ cho các bác để các bác răng lưới chim nhá. Cái sào này thì các bác có thể là căng lên để các bác treo lưới chim này, các bác quấn keo bẫy chim này hay các bác là treo lồng chim này. Có rất nhiều tác dụng của cái xào này. Xào này được làm từ y e lốc, chống dỉ tuyệt đối. Các bác có thể là đánh ngoài trời thoải mái. Xào thì em có các loại chiều dài từ 3m đến 9m. Thì các bác có nhu cầu thì cứ alo cho A Châu nhá. A Châu có rất nhiều phụ kiện đánh bắt chim. Các bác cứ alo cho A Châu. A Châu sẽ tư vấn cho các bác lên chọn sản phẩm nào phù hợp để các bác bẫy các loại chim mà các bác muốn bắt nhé. Vâng A Châu cảm ơn các bác đã xem video.